chào tất cả quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình chia sẻ những không gian đẹp đến với quý vị. Hôm nay Thu Hương đang có mặt tại một căn biệt thự cũng nằm tại khu vực quảng trường thành phố Ninh Bình. Tuy nhiên căn biệt thự này thì được thiết kế theo phong cách hiện đại hoàn toàn. Và căn biệt thự này có điểm gì khác biệt so với những phong cách tân cổ điển? Chúng ta sẽ cùng tham khảo ngay sau đây nhé. Xin mời tất cả quý vị và các bạn. Nhìn từ bên ngoài vào, như quý vị và các bạn có thể thấy, mặc dù là đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng chúng ta có thể thấy được sự bề thế cũng như là nguy nga của căn biệt thự này. Bước vào đầu tiên của khu vực mặt tiền đó là chúng ta sẽ đi qua một khu vực hồ cá koi. Theo phong thủy thì trong nhà có tiếng nước chảy sẽ mang tới tài lộc cũng như là vượng khí cho gia chủ rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng tiến sâu vào bên trong nhé để xem có gì đặc biệt. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy, căn biệt thự này đang trong quá trình hoàn thiện. Mặc dù là chưa có nội thất để đặt vào không gian, tuy nhiên về phần gạch, ốp lát chúng ta có thể nhìn thấy được thiết kế theo phong cách hiện đại, cho nên tất cả các đường chỉ triện của căn biệt thự này được tối giản một cách hết sức tinh tế, vẫn toát lên sự trang nhã và lịch sự. Thay vì chạy các đường chỉ triện CNC thì bên nội thất Hậu Nam tư vấn cho khách hàng sử dụng gạch với kích thước 80 x 1m2 và đặc biệt là sử dụng các đường chỉ triện tông màu với đường chỉ đậm to ở bên ngoài và đường chỉ đậm nhỏ ở bên trong thì sẽ tạo nên một sự nhấn nhá, vừa tạo điểm nhấn nhưng lại không mất đi sự sang trọng cũng như là lịch sự của ngôi nhà. Trên khu vực tầng 2 và tầng 3 thì chủ nhân ngôi nhà đã sử dụng toàn bộ đó là sàn gỗ. Đây là dòng sàn gỗ nhập khẩu của Malaysia với thương hiệu Innova, bảo hành màu trọn đời và đặc biệt là chống chảy xước cho khách hàng. Bên Hậu Nam đã linh hoạt trong việc thiết kế với những khu vực có ban công ngoài trời. Trong nhà sử dụng sàn gỗ, bên ngoài Hậu Nam sẽ tư vấn cho khách hàng sử dụng gạch thẻ gỗ với kích thước là 20 x 1m2, đảm bảo cùng tông màu để khi đi ra bên ngoài vẫn đảm bảo được độ chống trơn trượt và bền cho chủ nhân. Cùng với gạch ốp, phòng vệ sinh là kích thước 60 x 1m2 của Ấn Độ. Tuy nhiên với những căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại thì bên nội thất Hậu Nam đã linh hoạt và tư vấn cho khách hàng thay vì chỉ triện những dòng đá móc bổ phía dưới thì chúng ta sẽ ốp một màu chạy xuyên suốt từ phía dưới cho lên trên và đặc biệt là dưới khu vực lát nền sẽ lát bằng gạch 60 x 60 và bằng men mát đảm bảo sự chống trơn để an toàn cho gia chủ trong quá trình sử dụng. Vâng, như vậy là Thu Hương vừa mời quý vị và các bạn đi tham quan một căn biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện, được xây dựng theo phong cách hiện đại. Và chắc chắn rằng là sau khi căn biệt thự này hoàn thiện, Thu Hương sẽ dẫn quý vị và các bạn tới tham quan, xem rằng khi hoàn thiện lên thì nó sẽ đẹp và lung linh như thế nào nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.